Nghe kính chào tất cả các bà con trong nước cũng như ngoài nước. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và nhiều may mắn trong sống. Thưa quý vị, tối hôm nay tôi tiếp tục quay lại cái câu chuyện của là Úc Hà Long Xuyên, chim sâu ở Long Tứ. Nói chung là mình cũng không thể nào mà nhận cái ơn của Úc Hà mà mình không đáp trả quý vị. Do Úc Hà là hàng đêm đó quý bà con tụng kinh cái hồi hướng công đức cho anh đời thường, thì đây cũng là một trong những cái gọi là mình mang ơn Úc Hà đấy, cho nên là mình cũng phải đáp trả lại, cũng dạy dỗ cho Úc Hà những cái bài học công danh, gọi là bài học cái như là để cho Úc Hà có những cái hành trang mà bước vào đời một cách tử tế hơn, đàng hoàng hơn. Chúng ta thấy rằng hiện bây giờ cái bản chất Hà là cái như là không còn cái chi đó mà chúng ta phải còn suy đoán, mà phải gọi là kết luận. Một trong những cái bản chất là tham lam, mà tham lam trong cái vấn đề tiền của ba tánh, tham lam một cái gọi là tham lam ngu si, tham lam không có cái sự suy nghĩ, như một con thiêu thân lao vô trong cái cuộc chơi mà gọi là cuộc chơi kể như là thiện nguyện, mà do cái sân này là do tự nó vẽ ra. Rồi cái như là nó vô nó chơi chung là nó cái như là nó không có biết rằng cái như là cộng đồng mạng đang nhìn nó với bằng một ánh mắt như thế nào. Những ngày gần đây bà con thấy đi, hình ảnh chim sâu thì Úc Hà nó cũng là tận dụng để khai thác, và tôi cũng đã từng nói vấn đề này, không biết bà con còn nhớ hay không. Bất kỳ cái clip nào của Úc Hà mà khi nó đăng lên không có hình ảnh chim sâu thì hình như cái lượt view không cao. Cho nên dù nó đi gọi là đi phát gạo phát đồ, nó vẫn là kèm chim sâu theo để đưa chim sâu lên. Có hình ảnh chim sâu thì cái như là một số fan cuồng bên đó vẫn còn nhảy vô mà xem. Và cái mà nó ma mị là gì? Để mà hướng dẫn cho chim sâu và Long Tứ để làm cái kênh YouTube. Bà con cứ nghĩ đi. Hướng dẫn chim sâu với Long Tứ để làm thiện nguyện. Thì tôi hỏi quý bà con, cái thằng Long Tứ với chim sâu đó, thì bây giờ giả dụ như quý vị là Mạnh Thường Quân, quý vị có dám để mà gửi tiền cho Long Tứ với chim sâu để đi làm thiện nguyện hay không? Tôi thì nói thật sự với con, bản thân tôi là nói thật sự, tôi đã chọn mạch là gửi vàng, chứ không thể mà nó thật sự vàng mà để gửi cho những cái đám mà nó thật sự nó cạnh bã của xã hội. Những cái kẻ nào không có cái niềm tin, nhìn cái khuôn mặt mà thật sự với con là biết số nhà vậy, nó thật sự bây giờ có gửi cho nó một xu để làm thiện nguyện thì cũng không, không mãi là không. Chỉ có là cái con Úc Hà hiện bây giờ nó đang vẫn còn ma mị, nó vẫn còn ma mị được một số người như là Tô Mì, một số người như là Thanh Bùi, với là cô Năm Gỡ Năm Đồ đó, thì đến bây giờ mang chắc là nó đang xử lý cho hết cái nguồn tiền đó. Chứ bà con thấy đi, cái bản thân của nó bây giờ tôi hỏi với con vẫn là liên quan đến một vấn đề là chỗ thiện nguyện thôi. Bản thân Úc Hà có thiện hay không mà đi làm thiện nguyện? Đi làm thiện nguyện thì bản thân mình cũng phải thiện hết chứ. Chứ bản thân mình nó thật sự không có thiện, không có một cái chi mà thể hiện mình một con người tử tế. Sống thì nó không có một cái lý mà đầy đặt cái như là lên không gian mạng nói toàn đạo lý không. Nó lên trong một cái buổi live stream. Mà nó nói bây giờ là những cái kênh, mặc dù cái tên của tôi bây giờ thật sự là như là cái tên của tôi hiện bây giờ nó còn không dám gọi tên luôn, không dám gọi là ông đời thường luôn, mà nó nói là tôi nói như vậy mà cũng lên là móc ra phân tích từng câu nói tôi ra để mà chửi tôi. Ở đây không có chửi nha ông Hà, văn hóa ở đây là không có chửi nha em, văn hóa đây là phân tích trên những cái ngôn từ ma mị của em, để cho cộng đồng mạng thấy rằng cái bản chất của em nó như thế nào. Cái bản chất của em nó thật sự ra đó, nó còn thối hơn cả gọi là cái bô công cộng mà em cứ lên không gian mạng em nghĩ em là bây giờ một con người tử tế để làm cái việc phước việc đức. Làm việc phước việc đức là em phải bỏ tiền túi của em ra. Em đừng bao giờ lên nói ở cộng đồng mạng em bảo rằng là em có công, cộng đồng cái như là có của, Mạnh Thường Quân có của. Em nói đó là em sai rồi. Em chẳng có một cái công cái trạng gì trong đây cả. Vì đây là cái như em đã xem nó là một cái nghề, đúng không?
em đã xem nó là một cái nghề thì em cũng phải bỏ sức trâu bò em ra để em hành nghề chứ 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 chứ, chứ Úc Hà. Chứ còn bây giờ nói thật sự, em đi làm thiện nguyện, em có tiền mạnh thường quân hỗ trợ cho em, tiền mạnh thường quân cho em đổ xăng, thì đây giống như là nói thật sự em bỏ sức trâu bò của em ra em cày để em có cái đồng tiền em bỏ vô mồm, chứ em bảo rằng em có công ở đây không có công, em đi làm kiểu đây em không có được cái phước nào luôn. Em đã xem nó là một cái nghề, đã là cái nghề thì em tính vấn đề là kinh tế, tính vấn đề thu nhập, chứ không ai mà cho cái vấn đề thiện nguyện là cái nghề mà đi vấn đề bảo rằng cái như là bây giờ mạnh thường quân có của tôi có công, tôi kể như là cũng đi lùng tìm kiếm hoàn cảnh, đúng không? Thiếu cha gì hoàn cảnh mà cái cần đáng giúp đỡ mà không giúp đỡ mà phải cần đi mà gọi là lùng tìm kiếm đó. Vô bệnh viện đó, vô mấy bệnh viện không cần phải lùng, không cần phải tìm kiếm đó. Tôi nói quý bà con, bất kỳ cái bệnh viện nào cũng có người khổ, cũng có người nghèo, chỉ cần vô tới ngay bệnh viện là cái như hàng loạt hoàn cảnh không cần phải đi tìm kiếm đâu. Hà ta chỉ cho một cái gọi là nếu mà làm thiện nguyện làm cho nó chính xác đó. Chứ còn đằng này nó thật sự ra nó đi một ngày công thì mạnh thường quân cũng trả công cho nó. Mạnh thường quân nào để cho nó bị thiệt đâu quý bà con, mà nó nói là bây giờ mạnh thường quân có của thì nó có công, bây giờ nó muốn là góp chung với là mạnh thường quân để mà đi làm một cái việc phước đức. Tôi nói mạnh thường quân làm cho trong trường hợp Úc Hà cũng không có một cái phước nào. Ni sư mà giúp Úc Hà cũng chẳng có một cái phước nào ở trong trời. Tất cả là đang tiếp tay cho Úc Hà đang tạo nghiệp. Thì đồng tiền nó thật sự tôi đã từng nói rồi, cái vị ni sư mà cho Úc Hà cái tủ lạnh thì vị ni sư này cũng lấy tiền từ ba tánh, lấy tiền cũng từ cả như là Phật tử. Chứ vị ni sư này không có làm cái như kinh tế. Tôi nói thật sự, nếu như vị ni sư này là một người có tâm thiện, một người gọi là tu theo chánh pháp, thì vị ni sư này ít ra cũng phải nhìn một cái sự việc, nó cũng phải là trong cái vấn đề trí huệ, chứ không phải nhìn một cái sự việc mà nghe theo cái lời Úc Hà. Bao nhiêu cái clip Úc Hà cũng đăng lên mà chẳng lẽ vị ni sư này cái như là vừa đuôi vừa điếc quá vậy, mà đuôi là điếc sao mà nghe Úc Hà nó rỉ tai mà gửi tiền thì cho nó cũng lạ, tôi thấy cũng lạ. Cái vị ni sư này ít ra tôi nghĩ là mắt cũng nhìn thấy, tai cũng nghe được đó, mà sao là cái clip mà chị bán mà xuống chỗ nhà Úc Hà ở nhà nhà của chim sâu mà vị ni sư này lại không xem đó. Rồi cái lúc mà con chị nuôi của chim sâu nó ôm chim sâu vào lòng, con hy sinh cả cái sinh mạng này để bảo vệ cho em, đấy, cái vị ni sư này sao lại không nghe. Con làm cái nhà này con không có kêu gọi quyên góp của bất kỳ đồng tiền nào của mạnh thường quân đấy. Rồi khi mà cái nhà vừa tăng gia hôm trước hôm sau, con còn gia đình, còn cái như là cha già mẹ yếu con thơ, cho nên chỗ chim sâu cũng cần cộng đồng mạng để mà giúp đỡ, chung tay giúp đỡ cho một mình con chịu không nổi. Mày chịu không nổi sao mà đem về đó. Mày chịu không nổi mày đem về làm chi, đúng không? Chịu không nổi thì đừng đem về, đem về để mà cái như là giam giữ, để mà kêu gọi từ thiện, muốn tính là hốt cái cú chót, đâu mà dễ vậy quý vị. Ở đâu mà nói thật sự con của người ta đẻ ra mình cái như là ở đâu lết 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 tới rồi cái tính là làm nhà làm như một cái chuồng đó, rồi nhốt nó vô đấy. Rồi bây giờ cái lên kêu gọi bất thành rồi bỏ chạy, mày phải quay lại mày nuôi giống sâu chứ con chị nuôi đó. Bản chất chị nuôi anh nuôi bây giờ nó quá rõ ràng, bây giờ tất cả mọi cái cơ ngơi cái giang sơn đấy là dành cho Úc Hà. Để giao cho Úc Hà phải làm thế nào để hốt cú chót để thu hồi vốn cho bằng được đó. Bây giờ là cái vấn đề mà lời á, thì chung là nói thật sự kiếm lời trong câu chuyện của chim sâu liên quan chuyện mà đầu tư vừa qua đấy, tôi nghĩ nó cũng là đang bị hố hàng. Cho nên là bây giờ phải giao cái nhiệm vụ cho Úc Hà là phải thu hồi vốn, ít ra phải là hòa vốn. Chứ còn bây giờ nó thật sự lỗ là không được. Úc Hà bây giờ bà con thấy đâu cũng đang mang chắc là ngậm cứng răng luôn, chứ nuốt cũng không được mà nhá cũng không xong.
đấy, thì bây giờ bất chấp à, bây giờ bất chấp, bây giờ không còn quay hoàn cảnh nữa, nó đưa cái hoàn cảnh nó ra để nó quay. Bà con thấy khủng khiếp không? Cái hoàn cảnh của người ta đó à, là bây giờ nó thật sự ai mà có con như chị bán đều phải sợ cô Út Hà. Tôi dám khẳng định với vị một câu đó, ai có những đứa con mà bị thiểu năng, bị bệnh tâm thần hoặc là bị một số cái bệnh mà nó liên quan đến là cái sự nhận thức, thì tất cả mọi người cũng có chung một tâm trạng như là chị bác, cũng rất sợ những con người như Út Hà nhảy vô rồi đời làm mẹ nuôi mẹ đồ, rồi đi cướp con của người ta, con của người ta mang nặng để đeo 9 tháng 10 ngày. À, đùng một cái một ngày đẹp trời nọ Út Hà cả như là tới nó giật trời ở đây là con nuôi. À, rồi bây giờ tất cả những người mẹ, những người thân của những em mà nó bị thiểu năng hoặc là nó bị những cái bệnh mà liên quan đến nhận thức là người ta rất sợ Út Hà. À, tôi thì cái như hôm qua tôi có đi ngang qua một cái hoàn cảnh, cũng thấy một đứa nó cũng giống như chim sâu. À, tôi cũng có cho số điện thoại của Út Hà cho cái người cô đó để thâu nghe con Út Hà. Nó có cái nghề đó, nó có cái nghề gọi là đi làm thiện nguyện mà nó chuyên môn nghề, mà còn chuyên môn như quý vị, bà con nào từng nghe Út Hà nó livestream bà con biết rồi, nghề mà nó phải có chuyên môn. Út Hà nó là thiện nguyện là cái nghề của tôi, à, nhưng mà cái chuyên môn của tôi là tìm những người cái như là à, như chim sâu, tìm những người như là bé Hiền, như chị đẹp à. Thì hôm qua là nó thật sự tôi cũng sợ là cái như là à, nó tìm mắc công à, cho tôi đưa cái số điện thoại cho Út Hà cho một cái người mẹ là có một hoàn cảnh cũng giống như chim sâu đó. Cháu này thì nó bị bệnh đau à, nó bị bệnh đau có nghĩa là cái như tất cả mọi cái là cái ý thức của nó còn cái như là không có hình dung được à, nó không có nhận thức được à. Thì mình mới là đưa cái số điện thoại Út Hà cho người mẹ à, bà lắc đầu nói thâu chú ơi, bây giờ nói thật sự con của tôi mà giao cho Út Hà thì thật sự tôi không dám, tôi sợ nó cướp con của tôi, rồi tôi muốn lấy lại là tôi phải chứng minh tôi là mẹ ruột nữa. Thâu bây giờ con của tôi thâu để khổ ăn khổ, sướng ăn sướng, hai mẹ con cái như bầm cái như là đùm bọc nhau mà sống, chứ từ trước giờ không có Út Hà tôi vẫn sống như vậy à. Mà bây giờ mà chỉ cần mà chú giới thiệu cho tôi qua Út Hà thì tôi rất sợ. Về tâm lý chung tôi đi trách nhiệm ba người đưa ra một cái khảo sát, ba người có những đứa con cũng giống chim sâu thật, tỉnh hơn chim sâu một chút, cũng có một cái câu trả lời à, là như nhau à, bây giờ là sợ, rất sợ Út Hà đấy. Chứ bây giờ hoàn cảnh là người ta cái chứ không tìm tới Út Hà, cái Út Hà nó tự nó quay cái hoàn cảnh nó tung lên không gian mạng à, để mà mong rằng à, anh mày của Mạnh Thường Quân à, để mà những người như là ni sư à, những người như là cái cô Năm Gỡ à, cũng là gỡ tiền cho Út Hà à, tôi hỏi quý bà con của xã hội này, bây giờ Út Hà nó bảo rằng à, đi tìm hoàn cảnh là nó khó khăn, tìm hoàn cảnh phải chạy từ tỉnh này tỉnh nọ qua tỉnh kia, mà trong khi đó nó gãy cuộc sống chi mà khổ Hà. Thâu cái như nó thật sự sáng mày tới nằm ngay trước cái bệnh viện đấy, càng sáng mà tới trước bệnh viện mà lót một cái ổ mà ngoài đó, thiếu chi hoàn cảnh mà người ta ra để người ta cái cần sự chia sẻ hả? Thiếu chi hoàn cảnh mà người ta ra cần sự chia sẻ mà mày phải đi lùng từ tỉnh này tỉnh nọ qua tỉnh kia chi cho mà nó mất công vậy hả? Mà mày lên không gian mạng muốn là cái như là bây giờ Mạnh Thường Quân có của con có công. Nhưng xin thưa quý vị, công của con Hà là cũng được có phí. Con Hà nó giống như là một cái dạng shipper à, có nghĩa là bây giờ nó thật sự nó là một trong những cái là cái cầu nối để mà đi giao dùm tiền, đi giao tiền cho hoàn cảnh. Thì trong khi đó Mạnh Thường Quân cũng đã trả tiền cho nó rồi à, thì tôi hỏi quý bà con, Út Hà có phước không à, không có Út Hà có thể Mạnh Thường Quân gửi qua shipper cũng được vậy, mà nhiều lúc con Út Hà nó vẫn còn cái như là kính xế trong hoàn cảnh à.